Xin chào tất cả mọi người. Các bạn đã có chỗ ngồi cả chưa? Chắc chắn rồi, chúng ta đã phải chờ đợi trận đấu này từ rất lâu rồi mà. City FC sẽ là đội giao bóng và trận đấu được bắt đầu. Goretzka. Michael Ballack. Đây là khoảng cách giữa siêu sao và một cầu thủ giỏi. Đúng là như vậy, một siêu sao sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội tốt như thế này. Goretzka. Khoanh làm bắt. Từ một pha tấn công khá thoáng, họ đã mất bóng về chân đối thủ. Thật gọn gàng. Có cơ hội. Và thủ môn đã theo sát quả bóng, bắt bóng rất tốt. Và có biến được như ra. Và đó là một quả đánh đầu. Một pha di chuyển rất tốt, nhưng rất tiếc là không có bàn thắng. Vâng, tôi hiểu được sự tiếc nuối của tất cả khán giả về tình huống vừa rồi. Quá đáng tiếc. Cầu thủ của hai đội đang gặp. Sút đi. Anh ấy chơi rất tốt. Michael Ballack. Kai Walker. Đó là một pha biểu diễn đường chuyền đó thật tuyệt vời. Thật tuyệt khi sút. Sẽ có phạt góc. Park Ki-sung. Ôi, bóng đã được giữ lại. Thêm một quả phạt góc nữa. Khoanh làm bắt. Goretzka. Họ đã giành lại quyền kiểm soát bóng ngay ở khu giữa sân. Michael Ballack. Park Ji-sung. Qua người rất hay. Sút tuyệt vời. Một bàn thắng vô cùng đẹp mắt của Hoàng Minh Chôn. Anh ta rất lạnh lùng khi thực hiện pha cứu lòng một ghi bàn. Đúng vậy, bóng đi theo một quỹ đạo cong vút và bay vào lưới. Thủ môn hoàn toàn bó tay trong tình huống này. Tỷ số được mở 1-0. Làm thế nào để chống lại sự khó chịu này? Họ đang cố gắng để chạm vào bóng. Phải có vật bên. Cú dứt điểm lạnh lùng từ chấm vật bên. Sự tự tin tuyệt đối, bàn thắng tuyệt vời. Rất tự tin, cực kỳ đẳng cấp. Ngay lập tức đã có bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1. Son bật tường. Chuyền bóng lại thành công. Khoanh làm bắt. Có cơ hội ngay bây giờ. Tuyệt vời. Một bàn thắng vô cùng đẹp mắt của Hoàng Minh Chôn.
Tuyệt vời, Real Madrid thắng một cách nhanh chóng, thật không thể tin được. Vâng, đối thủ của họ dường như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra và thực sự đây đúng là điều bất ngờ. Và City FC đang là đội dẫn trước. Yung Min Son và anh ấy đã truyền lại cho đồng đội của mình. Michael Ballack. Subi. Chào mừng Kun. Kun đã bắt được bóng. Pha bóng tốt. Tati. Antonio Rüdiger. Joe Stone. Một là kết quả của một trọng tài đã thổi còi và chúng ta bắt đầu hiệp hai. Phát Kim Sung, Kim Sung Yang, Phan Gia Bát, họ có khoảng trống ở cánh, đây là cơ hội để họ tấn công. Goretzka cú từ phòng ngự rất tốt và họ đã mất quyền kiểm soát bóng. Đã có lỗi dự bị ở đây rồi. Trọng tài biên đã căng cờ lên xác nhận. Trọng tài chính hoàn toàn đồng ý với quyết định này và tiếng còi đã cất lên. Goretzka. Một pha phất cờ rất tự tin của trọng tài biên, ông ta cho rằng tình huống đó là việt vị. Kim Sung Yang. Hãy cùng xem quyết định của trọng tài. Cần phải bình tĩnh lại. Hôm nay những trận đấu tuyệt vời này bị phá hủy bởi những chiếc thẻ phạt thế này. Theo Hernandez. Sút như thế sao mà ghi bàn đây? Kim Sung Yang chuyền bóng lại. Yung Min Son tiến lên đi. Thật tuyệt khi sút. Bàn thắng đã được ghi, thủ môn không thể cản phá các bóng đó. Anh ấy đã có cú đúp và nó thật tuyệt vời. Wow, một bàn thắng tuyệt vời. Anh ta quá bình tĩnh trong tình huống ấy. Bóng đi ngay vào dưới cầu môn. Tỷ số trận đấu được cân bằng một lần nữa. Cứ như là tàu lượn siêu tốc vậy. Theo Hernandez. David Mbappé. Theo Hernandez. Ồ, đó nên là đường truyền. Min Son. Không có bàn thắng. Rất đáng tiếc, thôi vào bàn cầu mẫu một. Đúng là như vậy, có thể nói may mắn chính là lý do duy nhất để bảng tỷ số vẫn chưa bị thay đổi trong tình huống vừa rồi. Min Son tuyệt vời. Pha phòng ngự chuẩn xác ngăn cản được tấn công. Michael Ballack.
Phanh nhà phát, không có nhiều khoảng trống để tấn công. Goretzka, phanh nhà phát. Theo Hernandez. Cản bóng tốt. Marco Ballack. Anh ấy không truyền hỏng bất kỳ đường truyền nào. Cô bóng vào. Marcus Llorente Moreno. Joshua Kimmich. Đường chuyền xuất sắc. Son Heung-min. Bàn thắng đã đến và phạt ghi bàn này có thể giúp họ kết liễu trận đấu. Đúng là chiếc vô cùng tuyệt vời. Yeah, anh ta sẽ mang trái bóng về nhà với rất nhiều niềm tự hào. Sydney FC đang bị dẫn trước. Phanh nhà phát. Kết quả cuối cùng của trận này.